Anh ơi, giờ em đang có sự nghiệp ổn định, tự nhiên có giấy đi nghĩa vụ quân sự anh ạ. Giờ khó không biết làm sao ạ. Đấy, mẹ. Nhưng mà sớm muộn cũng phải đi Hòa. Nên đi. Nó là nghĩa vụ, nó là nhiệm vụ mà. Các ông ngày xưa có xem cái phim Việt Nam cũ ngày xưa không? Có cái cảnh ông kia kiểu vui vãi lộn, nó chạy hết cả làng. Ê, chúng mày ơi, ta được gọi đi nghĩa vụ quân sự rồi. Đấy, ngày xưa nó là thế. Xong bây giờ thì bố mẹ còn bị gọi đi nghĩa vụ quân sự rồi. Khổ vãi lộn. Thì tôi thích đi lính vậy này. Cắm lực BOT nha. Nhưng mà tôi nói thật với cả các ông nhá, công có né bằng rời. Từ khi nhà có ô dù thì ừ né. Bây giờ ví dụ nha, 18 tuổi công xong cấp 3 đúng không? Xong cấp 3 là bắt đầu công trong tầm ngắm con mẹ rồi. 27 tuổi xét theo chứng minh nhân dân thì công mới hết bị gọi nghĩa vụ quân sự. Thì tức là công có 9 năm thì mẹ 9 năm để trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ quân sự. Trốn thế đéo là được. Đang đi học, đang đi làm, bốc con mẹ đi hết luôn. Trừ khi hoàn cảnh khó khăn hay là bị thần kinh hay là tổn thương sức khỏe, hay là bố mẹ thương binh liệt sĩ, nhà là lao động chính trong gia đình hay là cái gì đấy tôi không nhớ lắm. Ông đọc về luật đi, ngày xưa tôi có đọc. Tại vì ngày xưa tôi trong lứa tuổi đấy mà, tôi đọc kỹ đã lộn nên về tôi quên mẹ hết rồi. Đi đi, trời ơi, đi mấy năm nhỉ? 2 năm đúng không? 2 năm đúng không? Hình như là 2 năm hay sao ấy. Thôi đi về thôi, làm tiếp có gì đâu. Bây giờ công đi nha, đang còn trẻ, khoảng 18 tuổi đi còn đỡ nhá. Mà sau khi mà công có người yêu rồi gọi đi mới gọi là vớ vẩn này, có con rồi gọi đi mới gọi là đau lòng này, có công ăn việc làm ổn định rồi gọi đi mới gọi là tan tác chim muông này. Mẹ thế giờ công đi mẹ luôn đi, xong rồi sau về. Mà tôi nói thật chứ, công cứ nghĩ là công xem mấy clip trên mạng bị đấm xong rồi là kiểu khổ thế này, xong rồi đéo có internet, xong rồi lao động công ích rồi là các thứ, công nhìn nó sợ đấy chứ. Công đi thử 2-3 năm về xem thì mẹ công có khác không. Lại chẳng khác vãi lồn ra. Đi về ăn nói cũng khác, đời sống nó cũng khác. Mà biết nhiều thứ vậy đấy. Chăn nuôi trồng trọt, xong rồi là sửa nhà, xây nhà các thứ. Tôi thấy mấy ông bộ đội về đi thì bảo ông béo nào chất, nói chuyện cũng chất. Mà vào trong đấy nhá, nhiều ông đụt vãi lồn mà đéo biết cái gì cả. Đến lúc ra không biết hát hay, mẹ đàn giỏi, lồn đẹp trai. Thế đi đi đầy ông thì phải đi bộ đội về á, học mót ở trong đấy, kiểu mấy anh em dạy đàn guitar thì nhau buồn về tán gái căng vãi lồn không ạ. Bù lại những ngày tháng đi lính trở thành một con người khác hẳn luôn. Thế sao anh đéo đi á? Ui rồi ôi, cái lứa của bọn tôi nó khác. Trời ơi, cái đợt tôi định xung phong tôi đi lính ở đấy, nhưng mà bây giờ thì mẹ mày 30 tuổi rồi thì đéo ai bốc tôi đi làm gì. Mắt thì cận, mắt tôi cận mà. Các ông nhìn tôi nhà tôi không đeo kính bây giờ tại tôi sợ mắt tôi dại. Nhưng bình thường tôi lái xe tôi thẳng đeo kính nha. Cảm ơn Kha nhá. Thì ngày xưa thì tại vì tôi hết tuổi. Cảm ơn Tân Nguyễn nhá, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn 252 nhá. Kiểu này anh lại khóa stream rồi. Thì đi mẹ khóa làm gì? Câu chuyện đấy là câu chuyện có thật mà. Tôi hết tuổi rồi có cái gì đâu. Nhưng mà đấy, cái thông điệp mà tôi muốn truyền tải với các bạn đấy là đừng trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ quân sự làm gì. Vì trốn nó chả có tác dụng gì đâu. Và công nên nhìn nhận theo một cái góc khác, đấy là đi nó sẽ tốt cho bản thân mình chứ nó không phải là xấu. Hiểu chưa? Nên đi sớm. Đừng để khi mà có người yêu rồi, xong rồi là có công an việc làm ổn định rồi thì lúc ấy người ta mới gọi đi thì dở hơi lắm. Mà đi xong 2 năm được bao nhiêu tiền nhở công nhở? Được một cục tiền về để đi mẹ mình khởi nghiệp đấy công ạ. Bây giờ công đang ở nhà đi mẹ qua 18 tuổi bắt đầu vẫn đang ăn tiền bố mẹ đúng không? Vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi học, đi làm thêm đúng không? Vào đi mẹ ăn cơm chính phủ ngủ người cảnh. Vào đi bộ đội, đi mẹ 2 năm sau ra được bao nhiêu? Đấy, công bảo kìa 20 củ, 24 củ. Về đi mẹ làm dâu, khởi nghiệp, sắc tăng, mở quán trà đá. Xong rồi sau này mở lên thành nhiều chi đánh trà đá. Xong rồi bán thương hiệu trà đá. Xong rồi đi mẹ thành tập đoàn bán trà đá. Ui đi mẹ mày công giàu vãi lồn ra. Đấy, đấy là một ví dụ về chuyện mà đi mẹ đi nghĩa vụ quân sự về mà có tiền về kinh doanh đấy. Nghĩ có thấy thích không? Thích thì đi đi. 2 năm 20 củ rẻ vãi lồn. Thế 2 năm ở trong đấy ai nuôi các ông? 2 năm ở trong đấy các ông ngủ không? Người ta có tính tiền không? Ăn uống người ta có tính tiền không? Ai dạy cho các ông kiểu trồng trọt chăn nuôi? Ai dạy cho các ông mổ gà mổ vịt? Ai dạy cho các ông trộn vữa xây nhà? Ai dọn cho ai dạy cho công về kỷ luật gấp chăn gấp đệm hả? Cái đấy công có tính phí của người ta không? Trời ơi, công tính toán kiểu chi ly thế. Người ta cho công những cái gì thì công không biết đâu, nhưng mà công mất gì một cái là công chi ly từng tí một. Có thấy buồn cười không? Thăm ngàn kiệt ngân đi không? Nhiều ông vẫn còn kiểu bố mẹ chu cấp cho nên là nghĩ 20 triệu là nó ít. 20 triệu to vãi lồn các ông ơi. Thì mẹ đi làm văn phòng lóc cóc mẹ cả tháng, nắng mưa mẹ mày đội mặt ở ngoài đường được đâu có 5-6 triệu một tháng thôi. 20 triệu là nó 3 tháng lương rồi đấy, ít đéo đâu, 3-4 tháng lương rồi đấy.